một trong những câu chuyện phải là rất thích thú. Trong thời gian gần đây, anh em Bình Dương đã từng đăng tải ghi hình, truyền tải rất nhiều. Rất mong là các chị gái hãy tỉnh táo trong những cuộc tình. Nhưng đây chị gái này vẫn vì có thể là tin tưởng, yêu quá đến giờ phút này mất cả tình và mất cả tài sản. Dạ, câu chuyện là kính mời cô chú chị bảo tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ, xin chào chị gái nhé. Chị có thể chị giới thiệu cho em cũng như cho các cô chú chị biết là chị tên gì? Dạ, tôi tên là Lê Thị Thoa. Chị Thoa hả? Dạ. Chị Thoa năm bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 47 tuổi rồi. 47. Chị hiện nay đang ở đâu? Sinh sống làm việc ở Tân Nguyên Bình Dương. Tân Nguyên Bình Dương hả? Dạ. Rồi chị cho biết là hôm nay chị về đây nhờ anh em Bình Dương tìm ai? Dạ, sẽ tìm người bạn của chị cũng sắp cả năm rồi. Đi là lấy chiếc xe con nó đứng tên dùm. Chị cho biết là người bạn của chị ấy, là họ tên là gì? Là Nguyễn Văn Thời. Nguyễn Văn Thời? Dạ. Chị tên là? Lê Thị Thoa. Thoa Thời? Dạ. Ông Văn Văn đó. Anh Thời là nhiêu tuổi đấy chị? Anh là tuổi dần là năm mấy, năm mốt tuổi dần. Tuổi dần hả? Dạ. Năm mốt? Mà chị 47 hả? Dạ, đúng rồi. Anh quê ở đâu? Anh quê thì ở Long An á. Quê Long An. Dạ. Chị cho biết này, chị gặp anh Thời là gặp ở đâu mà tại sao là mình lại gặp nhau? Tức nghĩa là cũng đi làm rồi quen nhau rồi đi lên Bình Dương sinh sống, giờ cũng tin tưởng như vợ chồng. Con mua xe cho vậy rồi đi làm đó rồi lấy đi mất tiêu luôn. Trước mình quen nhau là quen nhau bình thường ngoài đời hay là mình quen nhau trên mạng? À, bình thường ngoài đời thôi. Mình đi làm vô tình gặp nhau hả? Dạ. Anh Thời, anh có chia sẻ là anh có vợ có con gì không? Nghe nói bỏ vợ mà giờ còn vợ, lúc bây giờ là chị tưởng anh ta là bỏ là thôi vợ rồi. Dạ. Nhưng đến giờ lúc này mình mất tất cả, mình tìm hiểu ra. Dạ. Là anh còn vợ. Dạ. Chị còn cháu không? Còn kiểu như là chị không, không còn mà không có sống chung á. Ly thân à? Ly thân, con cũng còn về với cha hoài. Ly thân chứ không phải ly hôn đúng không? Dạ, ly thân. Ly thân. Thế còn anh Thoại là lúc bây giờ anh còn vợ mà anh lừa chị. Yeah. Anh gạt chị là anh đi. Yeah. Anh thôi vợ. Dạ. Là đâu ấy. Em nói thẳng với chị này. Ra ngoài là ông nào cũng thêm một bạn. Ông nào cũng còn vợ nhưng mà vợ tôi thế nọ, vợ tôi thế kia. Yeah. Nhưng mà thực sự là mình không biết được. Nhưng mà đến khi biết được thì té ngựa là người ta gạt mình mất tất cả. Yeah. Chị chẳng biết là chị quen anh là quen từ Long An hay quen Bình Dương? Dạ, ở Long An. Long An hả? Dạ, lúc bây giờ ký tường Long An đi lên đây đi làm chứ. Lúc bây giờ anh Thời anh nói chuyện với chị là anh làm công việc gì? Anh làm bên xây dựng á. Là thầu xây dựng. Sao lại toàn gặp thầu không hả? Dạ. Em gặp rất nhiều chị gái lên đây là đa số là bị những ông thầu xây dựng đúng không? Dạ, đúng rồi, thầu xây dựng. Nói như này, mình nói như này không biết có đúng không, nhưng mà những ông thầu xây dựng này em được biết là nhiều ông tử tế. Mà sao lại có một số ông lại không tử tế, ông ta đi gạt không có thầu, sao thấy thầu giả? Theo chị nghĩ là ông thầu, sao thấy thầu giả? Dạ, thầu ạ. Chị thấy ông đi thầu chưa? Dạ, thấy rồi. Ông thầu là ông cai công hay là ông nhận công trình hay là sao? Ông nhận công trình, thuê công nhân lại là thầu. Vậy thầu đúng không? Dạ. Ông đến với chị là khi quen nhau là ông đến với chị là bằng xe hơi hay xe Honda? Xe không có cái gì hết. Ôi trời ơi, thầu đi. Không có cái gì tất cả hết. Này, thầu đi. Chị nói này có đúng không mà em cũng thấy thầu này? Dạ đúng. Đúng rồi hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà ông cái thầu mà không có cái gì mà trên răng mà dưới tạm thì ông cái thầu làm sao mà ông ký hợp đồng người ta nghe? Có tức nghĩa là gạt chị là nói là thôi vợ rồi. Bây giờ sống để với cháu thôi. Còn chị thương thì bất cứ gì chị cũng lo hết. Bây giờ xảy ra như vậy lấy của đi rồi mong anh là về trả lại. Ông nói chuyện với chị là ông thầu. Chị có hỏi là hỏi thăm dò ông ấy là thu nhập của anh tháng nhiêu nay mà anh có đòi cho em không? Chị có hỏi không? Mình cũng không có nghĩ như vậy, mình thấy hợp với nhau thì đi sống với nhau thôi, chứ cũng không có nghĩ là về tiền bạc mình hỏi người ta. Dạ. Vậy mình cũng không ngờ người ta gặp. Dạ đúng rồi. Nhưng mà sao lại ông có thầu gì mà thầu gì em giờ mới thấy là thầu thường thường một là phải đi xe hơi, hai là phải có chiếc xe Honda đàng hoàng, ba là phải nghiêm túc. Yeah. Thì người ta ký hợp đồng hoặc người khác cũng có độ tin tưởng đúng không? Mới giao phó hoặc giao tài sản cho chứ. Chứ bông thầu mà trên răng mà dưới đạn thế này là làm sao mà ai người ta làm việc? Chị cũng thấy như là mình
sống nó đó mình không có nghĩ gì tiền, nghĩ thương nhau mà hai đứa đi. Nhưng mà chị biết tiền. Trước khi chị tìm hiểu ông ta, chị phải tìm hiểu là cái công việc của ông ta là thật hay giả. Đúng là ngay thật mà thấy hậu là lâu lâu là người ta mới trả làm vài chục triệu là trả cho công nhân một ít lại mình xài và vậy đó, chứ không phải là gì. Mời đó ông năm nay cả 50 hơn 50 mà ông thầu không có một cái gì này sao gọi là thầu? Dạ. Hơn 50 mà nếu mà thầu xây dựng thì có thể là người ta sẽ trưởng thành hoặc người ta bắt đầu tiếp cận công việc. Em đoán là nó khoảng trên dưới 30. Dạ. Yeah. Đến giờ lúc này ấy, là 50 năm rồi, 50 tuổi rồi, hơn rồi. Thì người ta đi thầu 20 năm có thể là có ăn, có thua, có chiêu. Nhưng đến giờ phút này tài sản người ta phải nói là vô cùng rất rất nhiều. Chắc chắn là phải rất nhiều. Anh cũng có nói là tức nghĩa là không có lấy tiền được, chờ xong công trình người ta mới trả luôn. Xong rồi công trình nào cũng hư và công trình nào cũng không lấy tiền được tiền đâu mà nó tiếp tục công việc. Đúng không? Chị thấy sai không? Yeah. Ông này em gặp chị rồi không phải thầu. Chị thấy không ấy? Yeah. Chị thấy ông lãnh công chưa? Ông lãnh ông ký hợp đồng mà chị tới thì công trình ông chưa? Nghe nói thôi chứ chị cũng không nói luôn. Thấy chưa? Toàn nghe em mà. Đó, thấy không? Đến giờ phút này nghe. Em thì phân tích chị này. Khi chị là người có tài sản, chị muốn giao phó cho một ông thầu, đúng không? Yeah. Để ông ấy giữ tài sản và ông ấy xây dựng cho mình một cái công trình nào đó, một cái căn nhà, một chung cư hoặc một cái gì đó, đúng không? Là có thể là mình phải biết ông là ai và ông như thế nào thì mình mới dám giao cho một vài trăm triệu hay một vài tỷ, đúng không? Yeah. Hoặc có thể nhiều hơn là vài chục tỷ, đúng không? Mà bây giờ mình thấy ông ta là trên răng mà dưới bên kia thì làm sao mà mình giao cho ông ta, liệu ông ta có tin không? Nếu mà mình ứng cho ông ta là ông ta bỏ trốn luôn. Yeah. Không ai dám, em nghĩ là chắc chắn là cái này là chị nghe đấy chứ không em nói thật với chị là không có phải thật. Bởi vì đã là thầu đàng hoàng mà rất uy tín. Người ta uy tín để mục đích chính ấy là lần sau người ta tiếp tục có công việc, bởi công việc mới sống của người ta cả đời được. Còn người ta gạt chị là người ta chỉ gạt chốc lát hoặc một vài thời gian ngắn nhất định. Vậy là chị quen ông ta là ông ta đang ở đâu? Giúp ở Long An. Ông có nhà không? Có nhà. Có chị... nhà mà kỹ như là hai đứa thương về. Nhưng mà ông có ta có nhà sao mà chị không về nhà ông ta ở mà để chị? Chị nghĩ là ông có gia đình mà ông nói ly thân á. Ông đã ly thân đến nhiều không? Dạ, ly thân thôi, rồi hai đứa là tự lên đây đi sống làm ăn. Cũng không có làm được tiền nhiều hơn chị thì làm nhiều. Ảnh làm ở ngoài đâu, không có tiền bạc gì nhiêu hết trơn á. Thầu mà lại sao không có tiền luôn hả? Dạ, giờ lên đây là không có làm thầu nữa. Nhưng mà chứ công cho người ta thôi. Ồ, đã là một người thầu ấy, em nói thật với chị là người ta không chấp nhận đi làm thầu đâu. Đúng rồi. Thầu thật đấy. Còn đây là thầu ấy, thầu nhái rồi. Bây giờ lên đây á là nhờ mấy anh em á là giúp cho chị là tìm lại chiếc xe. Chứ kêu mong ảnh có thấy cái clip này á thì ảnh xe đem khi lại. Anh quen chị anh có tặng cho chị cái gì bao giờ? Không có cái gì hết, ảnh không có gì bông hết. Tài. Không có tất cả vàng vàng. Không có cái gì hết. Nhân. Không có bộ đồ giờ bận luôn. Ôi trời. Thế còn đồ ông ta ăn mặc có lịch sự không? Ông ta ăn mặc lịch sự không? Không lịch sự, chị mua không, tức nghĩa là ôi trời. Sống như vợ là vợ lấy hoàn toàn hết. Rồi ông nói giờ lợi thuộc gì em không? Ông nói thật, lúc bây giờ chị cảm giác là ông nói thật hay là ông lừa mình? Chắc chị nghĩ cũng thật mà nhẹ giả đó mà chị nghĩ đi sống cũng mình nghĩ thật đi. Ông đến với chị là ông có tiền bạc gì không? Không có, không có ngày nào có. Không có xe? Không có xe. Thế ông ta đi, ông thầu, ông đi Grab à? Giờ hai đứa đi lên làm là đi xe đò lên đây. Không, ông ta thầu là ông ta đi bằng phương tiện gì để đi thầu? Nhà công trình. Có cái xe cả tàn bị lúc... Lúc xịt, lúc đổ hả? Dạ, đúng rồi. Ồ, xe về chai đúng không? Đúng rồi, xe về chai. Vậy mà sao mà mình tin tưởng ông ta? Em thấy chị phải nói là một người phụ nữ phải nói nhìn có thể là không nói quá, chị nhìn có thể là sang chảnh, mà một người phụ nữ rất sang, đúng không? Nhìn phúc hậu mà tại sao mà mình lại tin tưởng ông ta một cách không nói quá mà thấy không dọn dẹp không gì hết thì mình thấy thôi gì. Ông ta có tiền đâu mà nhậu? Không có đâu mà nhậu. Không nhậu, thấy cũng dễ ở ngoài thôi mà trong lòng thì mình không biết được, không biết. Khi ở đó thì mình có thường xuyên đi cà phê, cà pháo với nhau trước khi lúc quen ấy, tìm hiểu không? Ít thời gian nào? Dạ, dạ. Chắc mỗi người công việc không? Dạ, đúng rồi. Ông ta nói là ông ta lôi thôi bà lâu chưa mà ông ta có bao nhiêu người con? Kiểu gì sống chung là không có hạnh phúc với gì cháu thôi. Ồ. Rồi giờ muốn đi sống chung thì đi theo em đi làm. Tức là chị tin tưởng không? Dạ, tin tưởng. Chị được mấy người con? Chị ba đứa rồi. Khi chị đến ông này là các con chị có biết không? Gia đình chị biết không? Biết. Không biết rồi đi lên đây rồi. Nói chung là mình giấu hết hả? Dạ giấu hết. Con mới biết thôi giờ. Con chị là con trai biết hả? Cha biết. Con trai chị có đồng ý cho cái người đàn ông này quen mẹ mình? Nó không đồng ý, con chị không nói gì hết.
Nói chung là cũng không đồng ý mà cũng không dạ, dạ, không, không ngăn cản đúng không? Dạ, nói giờ mẹ anh tự quyết định. Dạ, tự quyết định. Chắc con chị thấy cái cuộc hôn nhân của chị nó trước đây không được hạnh phúc luôn. Dạ. Nên là bây giờ tùy duyên à, kệ mẹ hả? Đúng rồi, kiểu như không có hợp với cha nó rồi mẹ cuối đó. Dạ, mong mong. Chị đang làm công việc gì? Chị đi làm công ty gỗ á. Thu nhập được nhiều không chị? Tháng 11 triệu. Nếu như vậy chị sống chắc thoải mái hả? À, cũng 11 triệu là mới bằng 2 tháng nay thôi. Là chị vô đóng chiếc xe hết rồi, chị không có vô. Đóng xe nào? Mua xe đó á. Ồ, xe ai là người gọi ý mua? Cái đó là chị mua mà con chị mua mà ai là người gọi ý mua? Ai là người gọi ý? Ảnh có nói mua đi mua. Sao chị cũng nói là tiền của anh đâu sao anh mua? Kiểu như là anh nói chị mua để chở em đi tới luôn đi làm. Sao anh mua xe hơi cho em thì anh chở em thì lâu lâu chở em đi làm mưa gió. Thì mình sống chung như vậy anh nói thì mình nghe cũng thôi đi mình. Ồ. Đi làm rồi cả vợ chồng. Sao mà chị thấy nhau. Chị thấy câu chuyện lạ đời á. Dạ. Người đàn ông mà quen với người phụ nữ mà bọn em mua xe đi để anh chở em đi làm nghe không được không? Rồi sao á nghe đó cái ghi âm của là hai vợ chồng nói chuyện là. Ồ. Lúc đó là chị không dám nói với con là nói khóc với vợ là dán đi cho anh gài con nó mua xe. Anh gài con mua xe. Rồi gài con mua xe rồi anh ấy cặp quẹt được. Dán đi. Rồi anh. Anh gài con nó là anh gài con của người tình. Dạ, mua xe. Gài con. Anh lấy được rồi mẹ. Dạ đúng rồi. Là lấy cặp quẹt vừa xong chưa được 10 ngày nữa là đi đó. Trốn luôn. Cướp máy luôn. Cái xe này là mua xe gì? Mua xe đó chị không biết xe cái gì giống thịt con Exciter gì đó. Exciter hả? Dạ. Đời mới hả? Đời 23 giờ hả? 24. Đời 24 hả? Dạ. Mua nhiêu tiền? Mua tiền mặt bao nhiêu mà tiền thiếu bao nhiêu? Thiếu là đóng 1 tháng 3 triệu, 24 tháng mà đưa tiền trước là khoảng 10 triệu. Chỉ có cộng số tiền mà tổng số là trả cả góp cả lời là tổng số là 24 tháng là bao tiền mình phải trả để có cái xe. 7 mấy triệu. 7 mấy triệu, 7 mấy? 75 hay 71 hay 79? 24 tháng 3 triệu. 8 mấy triệu. 8 mấy triệu. Úi giời ơi. Dạ 8 mấy triệu. 8 mấy triệu là ai người đóng tiền? Chị đóng tiền. Tên xe của ai? Tên xe của con chị. Xe biển số mấy chị? Biển số là 67A AN. 67 Đồng Tháp à? 67 An Giang. AN. Chữ A với chữ N là chị không biết cái đó nha. Rồi bản số là 07422. 07422, xe màu gì chị? Màu đen đen nhám hả? Dạ. Kiểu đen nhám hả? Đen giống như ga xe con. Là hơn 81 triệu. Dạ. Đóng trước vô tiền gì? Đóng trước là giờ đóng 3 tháng là 9 triệu rồi đóng trước đưa tiền lấy cặp quẹt xe này kia là gần 10 triệu nữa. Lấy cặp quẹt chưa? Lấy cặp quẹt ô tô thôi. Lấy bản số luôn á. Là khoảng 10 triệu nữa. Xe nó mang tên của ai? Mang tên của con chị. Họ tên? Họ tên chủ xe? Chủ xe thì chị không nói tên con thì được. Đó. Không mang tên nữa. Dạ không nói con, tội nghiệp con. Dạ làm con tội nghiệp á. Thế bây giờ ai là người đóng tiền? Chị đóng. Chị chủ trương dạ, là nhờ con đúng không? Dạ, chị nhờ con. Đúng rồi. Trai của mình, các chị cũng đứng tên là chị nhờ con. Như tại chị lớn tuổi mà chị đâu có mua được đâu. Kiểu như cũng dính chức với ngân hàng là không mua được thôi. Nợ xấu một chút xíu thôi. Kiểu vậy hả? Dạ đúng rồi. Nên là người ta gây khó dễ mình không mua được. Dạ. Mà thay vì là mình mua thì gây khó dễ nhờ con. Dạ đúng thì rồi. Thì không khó dễ thì mua xe là con đứng tên. Dạ. Đúng không? Để mẹ đưa người đàn ông này, người đàn ông này và bạn đúng không? Dạ, đúng để chở mẹ đi làm đi chơi, ví dụ như vậy. Dạ. Sao mình không mua xe tay ga hay xe gì mà mình nhập vô bằng không? Không, ý anh không chịu, anh nó phải đào giống y ga xa con chị mới chịu. Là vậy con chị đang đi à? Đúng rồi, đi ẹt y ga một màu luôn. Là có là phải mua giống chiếc xe con chị mới chịu. Giống mới chịu. Sao chị không khôn khéo chị nói là anh ơi, bây giờ giống này em ngồi, em phụ nữ em ngồi mấy xe này em không chịu được. Nó răng mưa, răng nắng nó không phù hợp, anh mua thôi mua tay ga. Mua qua đi ô cũng không chịu luôn. Ồ, là nghe thế, ông sao không đòi mua xe hơi? Nghe ghi âm là nói với vợ ông là em ơi, anh mua chiếc xe này đẹp lắm. Anh mua? Cái bà nói sao lúc trước ông về, ông mua chờ mua đi hay về, sao ông về thì ông đi nữa. Ông nói gán đi, anh gài con nó mua xe. Là anh gài? Gài mua xe rồi anh lấy cặp quẹt anh sẽ về liền. Không, chị nghe được cái cuộc ghi âm đó. Nghe ghi âm đó rồi. Là sao mình không giữ xe này? Lúc đó chưa có gì hết trơn rồi năm. Nhưng mà chị nghe được chưa? Nghe rồi sao mình không giữ xe lại? Ủa không, có đó là lúc đó là chưa có lấy tập bản số gì không? Chưa, tức là mình mới kiểm soát 3 ngày thôi. Rồi nhưng mà mình kiểm soát xe luôn không. Mình kiểm soát xe luôn. Mình không nghỉ rồi, y ta cũng năn nỉ, nó không đi. Năn nỉ, lỡ. Hôm đó, em bảo là cái hôm mua xe
mà người ta được gài, người ta nói chuyện với vợ, người ta cái cổ ghi âm đó, Zalo ghi âm đúng không? Dạ. Tin điện thoại đúng không? Dạ. Sao chị biết là chị không tỉnh táo với cái cảnh giác giữ xe không chờ gì mướn ông đó, đuổi ông cút nhắn lúc. Chị có nói rồi, ông ấy lỡ nói gì làm cho bả nói chuyện, rồi nói chuyện với cháu chứ anh không có ý gì hết chứ. Năm nỉ đi lỡ lầm đó. Người ta nghĩ đến cái chiêu như vậy. Dạ. Là chắc chắn là trong tư tưởng, trong tâm trí người ta là người ta đang và là mình hình dung là đang ra rất nhiều cái chiến thuật để gạt chị. Không dám nói với con, sợ con buồn. Sao mình không nói thật với con, hay là con hướng giống như vậy? Lúc đó mới mua. Lúc mới nhở? Trước khi quyết định mua xe là ông ta về ở chung với mình được mấy ngày rồi? Cũng sống chung cũng có 7-8 tháng rồi. 7-8 tháng? Dạ. Rồi nó không có. Thế chúng ta ông ta đi bằng xe gì? Đi làm ngang, đi ngang lộ thôi chứ đâu có xe bằng gì đâu đi. Thế đó ngoài là công trình khác thì ông đi bằng gì? Không, lên đây đi làm tư thôi, làm công trình là tức cái dưới quê á, làm ngang. Rồi, tôi cũng đẹp đi. Là giờ mua xe lắm đâu có chạy đi đâu, cho chị đi bộ luôn. Trắng trẻo, xinh gái, mũi cao, trời ơi, mặt duyên dáng, phúc hậu. Nhờ mấy anh nói. Mà sao ông trông như ông bắt gà bắt chó vậy? Ông nào bắt chó thì bắt gà nó đẹp. Nhờ mấy anh hiệp sĩ á, anh có nghe thấy như vậy là đem xe về cho ông. Tổng cộng đến giờ cũng lại sống chung bao nhiêu bao nhiêu tháng? 7-8 tháng mà. Ông ơi, cái tình cảm của ông chị thấy như sao? Không, đúng nhà, rồi. Nhà. Nhà đúng rồi. Nhà nó người ta quen nhiều người là cả nhà. Ngày nào cũng nói chuyện như vậy hết. Ôi trời, ôi vậy thì mình yêu lầm mê. Đã nói rồi, nói gán đi, chờ lấy xong rồi lấy cục mấy lấy bản số đâu chưa được 10 ngày nào ông gán là có tiền lắm đi về đó. Sao mình không tỉnh táo? Lúc đó mình không nghĩ người ta như vậy đâu. Sao nghĩ là do phải giấy tờ của người ta nào mà ta chạy đi. Hay giờ không nghĩ là người ta tốt của mình như vậy. Tốt chưa? Tốt mua gì chưa? Người nào người ta tốt với chị ít nhất là người ta lo cho chị bữa ăn hoặc giấc ngủ hoặc ốm đau, hoặc người ta phải mua gì tặng chị những ngày lễ Tết sinh nhật, ví dụ như hồi hè. Yeah. Đúng không? Đó là người ta đang có tâm lý, người ta đang rất để ý yêu thương mình, chiều chuộng mình. Yeah. Mà người ta có nghĩa là người ta làm được 10 triệu, người ta đưa mình cả, người ta phải đưa cho mình vài ba bốn năm triệu, ví dụ vậy. Còn mấy người ta xài. Yeah. Đó là người ta đang có ý định, người ta có tâm tư nguyện vọng, người ta muốn đến với mình. Người ta đến với chị và muốn mỗi hai trên thì trên thì súng mà dưới thì dưới thì đạn, thế này thì mình yếu cái gì? Trời ơi, thế ông ta trốn đâu được? Thứ năm tuần rồi. Mới trốn hả? Mới trốn tuần rồi là không bắt điện thoại gì hết. Ôi. Có như qua thì đã có điện mẹ ảnh, thì mẹ ảnh nói là có điện cho mẹ ảnh là hỏi một con nói giờ con ho đó điện mày nó báo công an, nó không, nó không làm gì con đâu. Nó kiếm con không được đâu. Ai nói vậy? Anh Thời, anh Nguyễn Văn Thời nói. Anh mẹ đâu, anh ông quỷ nha, anh như mấy thì ông tướng thì anh như mấy, giờ này là anh gì nữa? Thì mình kêu cho nó lịch sự hả? Dạ, lịch sự. Hết lịch sự rồi. Giờ này không có lịch sự rồi hết. Mình nhà lật bánh trái luôn. Cũng lịch sự, giờ này nó lịch sự. Ông ta yêu thương chị à, ông ta sống chung với chị là tối đến ông sáng đi mấy giờ đi mà tối mấy giờ ông về, ai nấu cơm cho ông ăn? Tại anh đi làm là 7 giờ đi làm là 5 giờ về, anh tự nấu cơm ăn, còn chị đi làm tới 9-10 giờ là... Ai giặt quần áo? Thì chị làm về chị giặt, khi có bữa thì anh giặt không có bộ đồ, không chỉ là chị giặt thôi. Tự chị đi bộ thôi, có xe. Ông ta trong vòng hơn 1 năm, ví dụ ốm đau có cảm ấy, ai mua thuốc? Thì cũng có thôi, kiếm về tiền đặt thì tiền bằng chung đó thôi mà. Nhưng mà ông ta là hình, ông ta là... Ông ta là không bao giờ có tiền bạc gì luôn hả? Không, không có tiền. Trời ơi. Đi làm ngày ra thôi, một tháng là đi về quê 2-3 lần. Tháng về quê chia về thăm bà hả? Dạ. Đúng rồi. 2-3 lần. Chị thấy cái sức khỏe của ông ấy, này chị làm sao? Sức khỏe là không có ổn đâu, không có làm kiểu như là một tuần làm 4 ngày thôi, không làm được như người ta. Ồ, thế là tối ngủ thì sao? Thì bình thường. Hoạt động tốt. Đúng không? Dạ, dạ, đúng rồi. Em nói thật với chị, em không quá khen đâu. Nhìn chị nó thật là dễ thương, thật. Nó thật lòng. Nếu em là người đàn ông mà chặt của chị hơn 50, trên trước 50 này ấy, mà thực sự em cũng rơi vào hoàn cảnh ấy thì em thương, thì thương thật. Chứ không phải đi cả. Mình nếu mà mình không thương nữa thì mình nói thẳng. Chứ mình đừng đi gạt phụ nữ, vì phụ nữ người ta yêu thương mình, người ta dành dụm, người ta lo toan cho mình, đúng không? Yeah. Mà bây giờ mình đi gạt người ta thì thực sự thích tội. Mà ông tướng này ông ấy đang âm thầm mà ông gạt chị như vậy,
mà chị biết rồi mà chị không bàn bạc với con để có hai mẹ con nó đứng. Đôi khi con chị đừng nghĩ là chị thông minh hơn con chị nó nhỏ hơn tuổi hơn chị đấy, nhưng mà đôi khi lại khôn hơn chị nhiều lần, vì đôi khi chị vướng trong cuộc tình rồi ấy, chị không nhận biết được cái nào đúng và cái nào sai. Nói ngay như bây giờ hiện nay là em thấy cái cuộc tình này là rất sai. Sai là cái thứ nhất là ông ta gạt chị, là ông ta thầu xây dựng và ông ta đi xe cả tàn, không nhà không cửa không tài sản không có gì, đúng không? Nhưng thực sự là ông này là ông đi phụ hồ hoặc ông thầu hồ thôi, chứ không phải chủ thầu gì đâu. Trên thân thể ổng là không có gì của ổng hết, chỉ là quần áo không, chỉ là không có một mảnh vải luôn. Quần áo cũng của chị? Của chị hết. Rồi. Không có cái gì hoàn toàn hết. Vậy là mình vô cái gì? Cái đó mình nghĩ người ta khổ quá rồi. Khổ. Khổ nhưng mà bây giờ là cái gì? Người ta rồi. Một bàn tay không thể che được cả bầu trời. Ở ngoài đời có rất nhiều người khổ hơn, khổ ngàn ngàn lần, khổ hàng trăm ngàn lần. Người ta khổ nhưng người ta cố gắng, chứ không phải khổ như ông thầu này. Ông thầu này chỉ vì dung này, nếu người ta thầu thật, tại sao người ta không dành dụng, mà đã cố gắng, người ta dành dụng một ít tiền để sau này người ta có một cuộc sống riêng, mà người ta buộc lòng người ta phải sống khổ sở như vậy, đúng không? Trước đó cũng chưa sống với nhau là cũng cho mượn một ít tiền luôn. Bao nhiêu nữa? Hai mươi mấy triệu rồi. Còn không để trả chưa? Không có trả gì hết trơn á. Ôi chị ơi, chị giờ ơi. Giờ thẳng lên đây thì nói luôn cho... Chứ giờ đến tới đây rồi là không còn gì nữa hết. Này kiểu thị ơi, thị rơi bị bà để bà ngửi cái bà hoan. Tôi mang kiểu gì? Là có tiền để đưa anh giữ. Kiểu như vậy là anh có xài, anh không xài dùm em đâu. Nhưng mà đến giờ lúc này là thì anh ngửa mất hết. Có mấy rồi chứ, có nói với ảnh là có nghe được tin này á. Thì đi về đem xe gì trả cho em đi. Chứ có điện nghe của vợ ảnh rồi, là vợ ảnh nói là xe của chồng tao mua. Ở đấy chưa? Chồng tao mua. Là về ảnh về dưới rồi. Rồi có nhắn tin có anh soi xem á. Nhưng thì sống với nhau cũng lâu rồi, có gì anh nói đi. Chứ đóng đây đóng nội chạy ra 70-80 triệu nè. Không phải không nội mà buộc lòng phải trả, đây là gặp người ta. Đúng rồi. Đây là gặp phụ nữ người ta là hầu hạ. Anh đi là cả hơn 1 năm liền, đến giờ cũng lại gặp cả tiền là cá xe là được. Đây là một ông tướng này mà nó không chấp nhận. Một người đàn ông này mình nói thẳng với một người đàn ông phải nó vô cùng rất bị ổi, rất tồi tệ trong giới đàn ông. Sống chung với nhau là tin tưởng nhau, nói đi làm là anh đóng, anh làm thì đóng tiền xe, đóng nhà trọ. Bây giờ đi hỏi nhà trọ là anh không có đóng gì tất cả. Em ghét nhất là đàn ông đó, mà quen phụ nữ mà gặp tiền bạc kinh tế của người ta. Đó, những cái chiêu em đã nhắc nhở rất nhiều rồi, nhắc nhở rất nhiều các chị em phụ nữ hoặc các anh trai ai yêu thương ai đó mà người ta ngỏ ý về tiền bạc, vay tiền dùng hoặc là mua xe đứng tên dùng, hoặc nói về kinh tế hoặc là điện thoại hoặc vân vân và vân vân, là mình chấm dứt cuộc tình này ngay lập tức. Dù là yêu thế yêu đó mình cũng bỏ luôn. Lấy xe của em đi rồi, giờ nhà trọ không đóng luôn, không đóng gì người ta. Bây giờ chủ trọ nói là chú chưa đóng gì hết. Ôi trời ơi, bây giờ là hoàn toàn chịu đó. Thế giờ mất hết rồi? Dạ mất hết rồi, giờ trọ là em... Bây giờ em hỏi là chị, là chị còn yêu thương ông ta không? Dạ không, không còn nữa. Trước đây mình yêu ông ta là em hỏi chuyện nghiêm túc rồi. Dạ. Chị yêu ông ta có khi nào mình nghĩ là mình yêu hơn bản thân mình không? Dạ đúng rồi, yêu hơn bản thân. Yêu hơn bản thân luôn hả? Dạ. Nhưng mà chị tin tưởng quá luôn. Dạ, tin tưởng. Hy vọng lần sau mình đã có kinh nghiệm. Dạ. Vì đến giờ phút này là tổng số tiền là ông này ông gặp chị là cả xe cả tiền của chị là cả trên dưới 100 triệu. Dạ đúng rồi, 100 triệu. Bây giờ là mình vừa tiếc của anh vừa bức xúc luôn. Dạ đúng rồi. Chị bức xúc nhiều hay chị tin tưởng nhiều? Hay là chị hận ông này? Lúc tin tưởng nhiều, bây giờ bức xúc rất là nhiều. Đi ra là... Bây giờ nếu tìm ông này thì chị sẽ làm gì ông này? Giờ mong anh đi về là nghe này là phải trả xe lại cho em. Rồi em có xin là lấy xe lại thôi. Giờ không có có kiện hay là có gì hết. Bây giờ ngày hôm nay chị làm đơn, em sẽ hướng dẫn, anh em này hướng dẫn cho chị làm đơn. Dạ. Ông này tội lừa gạt và là làm dụng. Dạ. Tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. Dạ. Cái số tiền đến giờ phút này số tiền này hơn 50 triệu rồi. Dạ. Ông này khoảng 2 rồi. Nha. Dạ. Ông này đi xa đấy. Dạ. Ông này họ tên đầy đủ là gì? Sinh năm mấy? Quê quán ở đâu? Nguyễn Đình Thời. Sinh năm mấy? Sinh năm 197 mấy? 73. 1973. Dạ. Năm nay 51 tuổi, nguyên quán ở đâu? Quê quán thì ảnh thường trú ở cái gì? Quên rồi. Bỏ được địa chỉ đâu, em đọc địa chỉ đâu? Có
mình không nhớ mình về nhà ông ta bao giờ chưa? Sống ở đó thôi chứ đâu có gì nhà. Sống ở đó mà mình không biết địa chỉ luôn hả? Biết địa chỉ mà quên rồi. Ôi giời ơi, quên là quên. Nhớ gì mà quên. Khổ quá, yêu đi mà ông quỷ này, ông yêu gì. Bà đẹp này mà bà yêu giống. Thiếu gì mà để yêu. Tiền ở nhà người ta đâu. Thiếu gì người để yêu mà yêu người ta. Trời ơi, thời ơi là thời. Ông này là mấy thời. Sinh ngày 1 tháng 1 năm 1973. Mỹ Thạnh, Rồng Tôm, Bến Tre. Đó à, Tuyên Thạnh, Kiên Tường, Kiến Tường, Long An. Ông này là bây hiện nay là, nói chung là cái tuổi ông này thì cũng không nhiều mà cũng không ít. Đại loại là một người là đang hơn 50 tuổi rồi. Mình sống ở ngoài xã hội á mà mình đi gạt người ta thế này á, thực sự rất tội, mà một cái tội là tội rất lớn. Nếu như câu chuyện này mà ai cũng biết, đặc biệt là vợ hoặc con, những người bạn thân, người nhà thì ai cũng coi thường. Vì một người đàn ông như thế này là một người đàn ông phải ra là vô cùng rất tồi. Gạt phụ nữ cái gì không nói, nhưng mà gạt tiền, gạt bạc, gạt kinh tế này nha. Xong lại gạt vợ mình là anh mới mua xe rồi, xe mình đâu. Ông trên đang ông có dưới với cá tút đi, ông làm gì ông có cái gì mà ông gạt người ta tội này. Còn chị yêu ông ta cuộc tình này là chị phải nói là một trong những sai lầm vô cùng rất nghiêm trọng. Dạ, sai lầm. Trước khi mình muốn đến người ta, yêu thật yêu là không biết nha. Dạ. Lợi dụng hay không tôi chưa biết, nhưng cái thứ nhất là ông phải chấp nhận tất cả mối quan hệ. Cái hai, ông đến với tôi là ông phải toàn tâm toàn lực. Cái thứ ba là tôi phải biết rõ nghề nghiệp công việc ông. Cái thứ tư là ông mà ngỏ ý tiền bạc kinh tế nha, là mình chấp nhận. Dù rằng ông ta có làm cho mình mê mẩn chăng nữa, ông ta có làm cho mình gọi là trên trời dưới biển hay dưới gọi là lên mây lên không trăng nữa, mình cũng bỏ. Bởi vì nếu không, ông ta sẽ gạt chị, và không phải một ngày, có thể là một năm, hai năm, ba năm, năm năm sau ông ta cất một con vọ, cất một món, mà kết quả lại rằng cả mẹ cả con đều ra được. Dạ. Nha. Mình nghĩ mình cũng khổ, thấy anh cũng chăm lo cho mình lắm, mà không nghĩ là chăm ông ta lo cho chị cái gì chưa? Nghĩ là đi làm về hai đứa cũng vui vẻ, là cái gì mình nghĩ không có người nghĩ là người ta lợi dụng mình như vậy. Chị hiểu này. Dạ. Ông ta đang níu chú chị. Dạ. Ông ta nhờ chị còn ăn nhờ ở đậu. Dạ. Để mong rằng hàng ngày bữa cơm chị nấu cho ông ta ăn. Chứ ông ta hoàn toàn là không có thương yêu chị. Năn nỉ chị lắm, năn nỉ là khi con qua đi mua dùm chiếc xe cho em đi. Ồ, thế cho em sao đi làm. Nhưng tại sao, lý do tại sao em đang suy nghĩ này. Ông ta có ý định mua đây là thật, thì em hỏi lần lần rồi lại. Sao anh không mua xe, em mua SH anh chở em đi làm. Không chịu, nói xe đó bây giờ xuống giá là mua phải giống xe của con. Giống bây giờ anh mua đi. Nói ra mua đi chứ giờ. Sao không chịu nói là anh mua đi. Nói là thôi đi em mua đi, không, chăm không, tiếp không, cho nó không, chị. Không, anh giờ em, anh bây giờ anh thương em thật. Anh chứng minh anh chứng minh anh thương em, anh phải mua. Đã, mình không nghĩ gì. Cái thứ nhất là xe của anh. Cái thứ hai là anh mua chở em, mang tên của anh đúng không? Đi cho yên tâm. Mình không ngờ người ta gài mình như vậy. Gài chị, yêu quá. Tỉnh táo nha. Dạ. Yêu ai cũng vậy, bà đẹp gái quá trời luôn mà yêu ai cũng vậy. Tại cái này rồi sẽ tỉnh lại. 47 hả? Dạ. 47 là sinh năm mấy? 77? 78. 78 tuổi ngọ. Dạ. Ồ. Tuổi này tuổi con ngựa. Đúng. Con ngựa là con ngựa có mũi chân. Ôi trời ơi. Khổ thật. Đẹp gái dễ thương, hiền lành, nhìn phúc hậu. Đúng không? Dạ. Mình nghĩ là ăn còn ăn đời ở kiếp ông ta luôn. Dạ. Đúng không? Không nghĩ như vậy. Không mở không cả. Dạ. Rồi lời nói cuối cùng trên video này. Chị đọc tên ông Thời đi. Ông Thời ơi, ông đang ở đâu, ông quay về trả lại tiền và trả lại xe cho tôi ngay lập tức. Chắc tình trạng anh em mình chứ mình dương mà tin được. Dạ. Là ông sẽ ăn cơm chạy. Em tên là Lê Thị Thơ. Em mong là anh Nguyễn Nhân Thời á, có nghe cái này tin này á, thì đem xe về trả cho em, là em không có tố chấp cái gì chắc gì anh hết. Xin là vui lòng á, là đem xe về trả cho em. Rồi em trước thì cũng cảm ơn mấy anh nghệ sĩ Nguyễn Thanh Hải. Rồi cảm ơn cuộc chia sẻ của chị. Dạ. Hôm nay chị cùng với người thân về đây nhờ anh em ở Chương Trương Kỳ đăng tin tìm ông Nguyễn Văn Thời. Dạ. Sinh năm 1973, quê quán tại Dòng Tiền Bến Tre. Dòng Trương Bến Tre đúng không? Dạ. Tất cả những thông tin mà chị chia sẻ là ông ta gạt chị hai cái chủ đầu tiên và gạt chị gọi là lạm dụng để chiếm đoạt cái xe này. Dạ. Cái thông tin mà chị chia sẻ là hoàn toàn là có đúng sự thật không? Dạ đúng, chính xác. Nếu sai? Nếu sai thì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho pháp luật nha. Dạ, dạ. Ngay hôm nay. Ngay chiều nay chị ra làm đơn báo công an. Dạ. Nhà địa phương mà ông ta đã làm được cái xe của chị. Dạ.
để công an vào cuộc và anh em mình xin nhường sẽ tìm băng được ông này. Yeah. Nha, còn ông thầu thật thế thầu giả hay thầu khoai môn hay thầu đá đa thì cũng không quan tâm. Yeah. Nha, ông ta là ai chăng nữa nhưng ông ta gạt chị là không chấp nhận. Yeah. Nha. Yeah. Bởi vì những cái câu chuyện mà gạt những chị em phụ nữ này là anh em phải nói là vô cùng rất ghét. Dạ. Yeah. Nha, ai cũng vậy nhưng mà đặc biệt là gạt chị em phụ nữ. Vì người ta chân yếu tay mềm, người ta yêu thương mình, người ta tin tưởng mình. Nhưng mà chị thiếu tỉnh táo. Nha. Yeah. Cảm ơn thủ chia sẻ của chị. Hôm nay chị về đây nhờ anh em Bình Dương ghi đăng tin để tìm ông Nguyễn Văn Thời đúng không? Dạ. Yeah. Chị có đồng ý cho anh em Bình Dương chia sẻ tất cả những thông tin của chị. Yeah. Lên tất cả trang mạng sau để tìm ông tướng này lừa đảo nào. Dạ. Yeah. Đồng ý không? Dạ, yeah, đồng ý. Rồi, cảm ơn chị. Yeah. Dạ, kính thưa cô chú chị. Đây là một câu chuyện của một chị gái tiếp theo. Một chị gái hiện nay là đang sinh sống ở một nơi rất xa, về đây là mong muốn nhờ anh em Bình Dương để ghi đăng tin để tìm ông Nguyễn Văn Thời. Trong những câu chuyện gần đây, anh em Bình Dương vẫn là vô cùng rất bức xúc. Rất nhiều người chị em phụ nữ là không phải người ta dại mà người ta yêu thương thật. Chính vì yêu thương thật đến giờ phút này là mù quáng, không ai yêu thương mà gọi là mình tỉnh táo được. Đã yêu thương mà yêu thật là người ta bị mù quáng, người ta đâu có chủ định bị gạt đâu, người ta không ngờ được. Nhưng đến giờ phút này chị em phụ nữ là bị gạt rất nhiều. Các anh em đã đăng tải rất nhiều thông tin, rất hy vọng các cô, các anh, các chị ai yêu thương ai thương ai đó mà mình yêu bằng tình cảm là cái việc khác. Nhưng nghe mùi tiền hoặc mùi tình hoặc mùi kinh tế nha, hoặc mùi mua xe dùng, mua điện thoại dùng, đứng tên hàng tháng anh đóng cho, cứ yên tâm đi là chấm dứt ngay lập tức, tránh tình trạng mà mất tiền và mất cả tình. Và đến giờ phút này phải đưa mặt lên mạng xã hội để nhờ anh em Bình Dương là thực sự cái câu chuyện là nhiều người không mong muốn. Thôi, cuối video cho phép công trần thay mặt các anh em Bình Dương dạ xin kết thúc với cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại. Yeah.